Chương 681, Pháp lệnh, công kích, hoa cúc, câu kia âm vang hữu lực lời nói mới ra, tại thiên không xoay quanh vô số năng lượng con dơi, tựa như là như diều đứt dây, nhao nhao quẳng rơi xuống mặt đất, lại lần nữa ngưng tụ thành Iliad bộ dáng. Iliad kiên kỵ nhìn xem cái kia hơi hói đầu nam tử, hắn có chút không hiểu kia rốt cuộc là một loại gì lực lượng, có thể chỉ bằng một câu liền để hắn không cách nào phi hành, bất quá lúc này trừ Iliad bên ngoài, còn có một người cũng là bay ở trên trời nương theo lấy một tiếng quái khiếu tuân thanh cùng hắn tao bao phi kiếm cùng một chỗ rơi rơi xuống trên mặt đất kém chút ngã một cái rắm đôn trên mặt quán trách nhìn xem hói đầu siêu năng giả nói ngươi pháp lệnh liền không thể định tại một mục tiêu lên sao hói đầu nam tử vô tội lắc đầu năng lực của hắn thập phần cường đại nhưng cường đại đồng thời cũng có được to lớn hạn chế không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng vì lẽ đó hắn bình thường lấy thuần dưỡng cự hùng làm vui Quan chiến ông văn bọn người không để lại dấu vết trộn lén cười lên, tuân thanh cái thằng này thuần túy là đáng đời, ai bảo hắn vẫn đứng đang phi kiếm lên, trang thế ngoại cao nhân đâu, đợi đến Iliad không cách nào phi hành thuật về sau, gióp giờ liền đem tấm thuẫn hoành ở trước ngực, mang theo một sợi kim sắc quan huy, thẳng tiến không lùi hướng Iliad vọt tới, cái kia trên tấm trắng ẩn chứa vượt qua ông văn tưởng tượng lực lượng cường đại, tại ông văn đã gặp tai biến trở xuống trong sức mạnh chỉ sợ chỉ có hầu tai lôi có thể so cái này công kích mạnh mẽ một chút. Bị pháp lệnh hạn chế Iliad trong lúc nhất thời khó mà di động, chỉ có thể hai tay riêng phần mình thả ra một cây huyết sắc trường tiên, lấy siêu nhanh tần suất cuộc lấy tiếng lên giấc giờ, tạo thành hai đạo cự đại huyết sắc phong bạo. Có thế đối với giấc giờ công kích trước mặt, đều hiển quá mức yếu ớt, cuối cùng Iliad vẫn là bị tấm thuẫn đụng vào, tại một tiếng vang thật lớn qua đi, bay ra xa vài trăm thước một đường đập nát vô số kiến trúc. Tại trong một vùng phế tích, Iliad lão đảo đứng lên, thụ cái kia sau một kích, thân thể của hắn đã phế phẩm không thành hình, cơ hồ toàn bộ thân thể cơ năng tất cả đều ngừng. Hắn khẽ cắn môi, chữ rũa lấy nhắm mắt lại, khí tức quỷ dị từ trên người hắn phát tán ra ngoài, nháy mắt sau đó một trương mơ hồ khuôn mặt tại trên mặt hắn hiện lên, sau đó Iliad lập tức khôi phục hình dáng cũ. Thật giống như trước đó cái kia phá thành mảnh nhỏ thân thể không phải hắn như vậy. Khôi phục về sau, Iliad xoay người chạy thoáng qua ở giữa liền hóa thành một đạo hồng sắc lưu tinh chạy ra tầm mắt của mọi người giót giờ mày nhăn lại hắn đã gặp sở hữu chân tự đều không thể chính diện tiếp nhận hắn va chạm cho dù là cái này quỷ hút máu lão đầu cũng không ngoại lệ có thế hắn vì cái gì thoáng qua ở giữa liền hoàn toàn khôi phục lại thật giống như không bị bất luận cái gì tổn thương đồng dạng đâu bất quá chót giờ không có quá nhiều suy nghĩ ngay lập tức đuổi quá khứ Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn đem Iliad vĩnh viễn lưu tại nơi này, chậm trễ nửa giây liền có thể mất đi cơ hội. Iliad sắc mặt nghiêm túc phi nhanh, hắn vẫn giấu kín trăm năm năng lực, rốt cục vẫn là vào hôm nay bị bắt đầu dùng. Trước đó nói cho Ôn Văn bọn người Hồng Nguyệt lĩnh vực sự tình, dĩ nhiên có tại Ôn Văn bọn người trước mặt trang bức ý nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là vì mê hoặc địch nhân không để cho địch nhân chú ý tới mình chân chính ác chủ bài. Hồng Nguyệt lĩnh vực năng lực quá mức rõ ràng chỉ cần dùng qua một lần liền rốt cuộc không che giấu được, vì lẽ đó hắn mỗi lần cùng người đối địch đều sẽ cố ý nói ra năng lực của mình, dạng này hắn chân chính địch nhân liền sẽ đem lực chú ý đặt ở hồng nguyệt lĩnh vực lên, coi nhẹ hắn hạng thứ hai tai biến đặc tính, không sai, Iliad còn có hạng thứ hai tai biến đặc tính, cái này tai biến đặc tính tên là tử giả chi hà. Tử giả chi hà cũng là máu hoàng đế một hạng năng lực, bị huyết hoàng đế giết chết tất cả mọi người, sinh mệnh lực đều sẽ bị cầm tù tại máu hoàng đế trong thân thể mỗi một cái người chết đều có thể thay thế huyết hoàng đế tử vong một lần lúc cần thiết huyết hoàng đế còn có thể kêu lên sở hữu người chết đến giúp đỡ hắn đối phó địch nhân iliad tử giả chi hà không có huyết hoàng đế cường đại như vậy chỉ có thể giam cầm có hạn mấy cái sinh mệnh lực của con người nhưng cái này mấy cái sinh mệnh lực của con người cũng đủ để cho hắn tại chân tự cảnh giới chiến đấu bên trong có được gần như bất diệt thân thể bởi vì mỗi một cái sinh mệnh đều đại biểu cho Iliad có thể chết một cách triệt để, sau đó lại phục sinh một lần, so với Acer qua các tai biến cấp sinh mệnh lực còn muốn biến thái rất nhiều. Có thế Iliad chạy trước chạy trước, liền bỗng nhiên lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, tiếp theo người sau lưng phía dưới lại đột nhiên đau xót, xoay người nhìn lại đã nhìn thấy một thanh khảm nạm lấy hoa cúc đường vân võ sĩ đao, cắm sau lưng mình, sau đó bên người hắc ám dần dần biến mất, Iliad phát hiện một người mặc màu đen ninja dùng nam nhân, đang đứng tại trước người hắn đối với hắn có chút cúi đầu, người tốt, sơ lần gặp gỡ, bỉ nhân là đến từ anh hoa đại khu liệp ma nhân, người có thể gọi ta cúc thập lan. Iliad tiện tay đem đao rút ra ném trên mặt đất, thật sâu vết thương trong chớp mắt liền khép lại, người dùng loại này không đau không ngứa công kích dụng ý là cái gì, cái này ngay cả phổ thông huyết tộc đều giết không chết đi. Tại Iliad bị cúc thập lan ngăn trở khoảng thời gian này, còn lại bốn cái chân tự cũng đã chạy tới lần nữa đem hắn vây quanh, bất quá Iliad cũng không thế nào bối rối, hiện tại hắn đã không cần che giấu hạng thứ hai năng lực, còn thừa lại mấy đầu sinh mệnh hẳn là đủ để cho hắn chạy đi. Cúc thập lan ngại ngùng cười một cái nói, ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào một đao kia giết chết ngươi, bởi vì ta không có so giác giờ quân một chiêu kia mạnh hơn chiêu thức. Bất quá, ai nói không đau không ngứa công kích, liền giết không chết người đâu, vị giác tương đối mẫn cảm Iliad, đột nhiên nghe được một cổ thấm vào ruột gan hương hoa vị, theo hương vị đến xem hẳn là hoa cúc, có thế kỳ quái là mùi vị kia là theo hắn trên người mình phát tán ra, hắn nhìn lại, liền kinh ngạc phát hiện, lúc trước hắn bị cái kia thanh tiểu đao đâm bị thương địa phương, vậy mà mọc ra một cây mảnh khảnh cành cây, cái này cành cây lên kết đầy hoa cúc nụ hoa, những cái kia mùi thơm liền là theo những này nụ hoa bên trong phát ra, Iliac cấp vội vương tay, muốn nhổ cái kia cành cây, có thể thử một chút về sau liền từ bỏ ý tưởng này, bởi vì cái này một cây cành cây vậy mà cùng linh hồn của hắn nối liền cùng một chỗ, nếu như cưỡng ép đem vật kia rút ra, sẽ ngay cả linh hồn của hắn cùng một chỗ mang ra. Nhìn thấy Iliad động tác, Cúc Thập lan mỉm cười nói, tiên sinh ngài không cần vùng vẫy, nó sẽ một mực hấp thụ lực lượng của ngài, thẳng đến cái kia thân cành trưởng thành đại thụ đồng dạng phẩm chất, sở hữu hoa cúc mới có thể tràn ra, sở hữu cúc hoa đua nở thời điểm liền là ngài mất mạng thời điểm. Mặt khác muốn thông qua bình thường phương pháp, dỗ cái này một đóa hoa là hoàn toàn không thể nào. Nếu là ngài chỉ đối mặt ta một người còn có cơ hội đào tẩu, nhưng bây giờ địch nhân của ngài có thế không chỉ một mình ta. Cúc Thập lang lời mới vừa vừa nói xong, một thanh tử sắc cự kiếm liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Iliad chém thành hai đoạn. Sau đó năm cái chân tự cường giả nhau nhau đồng bộ ra tay với Iliad, các loại chiêu thức thay nhau dùng ra, để Iliad thân thể nháy mắt biến đến Nát Bét, chương 682, Quỷ dị khí tức, Ông Văn Đắc Ý đứng ở một bên, nhìn xem Iliad bị một đám chân tự cường giả vây đánh, cái kia trốn yêu dị hoa cúc càng mở càng tiên diễm, để Iliad lực lượng không ngừng suy yếu, để hắn mặt đối cái khác người công kích không có chút nào sức chống cự, không chỉ là bản thể của hắn lực lượng, hắn chứa đựng tại thể nội, tử giả chi hạt, năng lực trói buộc thay người chết cũng đang không ngừng suy yếu hiện tại thậm chí một cái người chết đã không thể để cho hắn hoàn thành một lần hoàn chỉnh trùng sinh. Tuân thanh tâm ý thần kiếm có thể chặt đứt hắn hồng nguyệt lĩnh vực, cúc thập lan hoa cúc có thể để tử giả chi hà lực lượng suy giảm. Có hai người bọn họ ở đây Iliad một thân thực lực không cách nào đạt được hoàn chỉnh phát huy, chỉ cần hắn chết, ta liền thiếu một cái đại phiền toái. Huyết tộc 13 thị tộc làm theo ý mình, cái khác thị tộc hẳn còn chưa biết đào thanh thanh sự tình, mặt khác về sau nên cho đào thanh thanh cô nàng kia làm chút phòng hộ không phải tùy tiện một cái huyết tộc liền có thể nhận ra nàng đặc thù, từng đợt từng đợt cũng thực sự quá đáng ghét một chút, quan sát chân tự cấp bậc chiến đấu, để ôn văn được ít lợi không nhỏ, bọn hắn không chỉ là cảnh giới cấp độ cao hơn ôn văn, liền sử dụng năng lượng thủ pháp cũng còn cao hơn ôn văn minh, một tơ một hào lực lượng đều không có lãng phí hết, nhất là tuân thanh, nhất cử nhất động của hắn, cũng có thể làm cho ôn văn có một chút thu hoạch, mắt thấy Iliad đã phục sinh mấy lần, càng ngày càng hiển chật vật, rất rõ ràng sắp bị xử lý thời điểm, ôn văn lại đột nhiên cảm giác được một cổ không có từ trước đến nay tim đập nhanh, thật giống như có cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật, chính đang dòng ngó lấy hắn, hắn quay người đảo mắt một tuần, mơ hồ nhìn thấy một đạo bạch sắc cái bóng, lại nghiêm túc nhìn lại cái kia đạo cái bóng liền hoàn toàn biến mất, hoa mắt. Không, không có khả năng. Nơi đó trước đó tuyệt đối có đồ vật, người bình thường có thể sẽ bởi vì tinh thần áp lực, phần mắt mệt nhọc chờ đủ loại đồ vật hoa mắt, nhưng những cái kia đều sẽ không xuất hiện tại ôn văn trên thân. Ôn văn thị lực thậm chí có thể nhìn thấy phi hành bên trong con ruồi cánh, lại thêm kính mắt tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không không hiểu thấu pháo hoa, bởi vậy hắn lập tức liền cảnh giác lên. Long tác bọn hắn thực lực cùng ôn văn không kém nhiều, nhưng bọn hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Điều này nói rõ vật kia rất có thể là nhằm vào ôn văn. Ôn văn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, liền lại cảm giác được một cổ cực độ khí tức quỷ dị. Này khí tức không thể nói là cái gì cấp độ khí tức, có thể muốn so tai họa cấp còn muốn yếu, khả năng so tai biến cấp còn mạnh hơn, nó để ôn văn bản năng cảm thấy bất an, cùng một loại khó mà hình dung thời không rối loạn cảm giác, khí tức đầu nguồn, ngay tại thành thị một chỗ khác, đồng thời không chút nào che lấp, cùng khí tức kia cùng một chỗ, còn có một cái thượng tự cấp bậc siêu năng giả, người siêu năng kia chính kiệt lực triển hiện khí tức của mình, cũng tại khí tức bên trong bám vào mãnh liệt tin tức. Cái kia tin tức là xin giúp đỡ, chính đang vây công Iliad năm vị chân tự cường giả, cũng đồng loạt cảm thấy cổ khí tức này, nhao nhao đổi sắc mặt, làm chân tự cấp bậc siêu năng giả, bọn hắn xem như kiến thức rộng rãi, có thế dù là như thế cũng lần thứ nhất cảm nhận được quỷ dị như vậy đồ vật, cái này quỷ hút máu trước giao cho các ngươi, bên kia đệ đệ ta đang tiến hành xin giúp đỡ. Cái kia sử dụng pháp lệnh hơi trọc chân tự, lập tức cưỡi lên to lớn gấu ngựa, nhanh chóng chạy đến khí tức quỷ dị kia truyền đến phương hướng, mà cứ như vậy một nháy mắt, ai cũng không có chú ý tới, nằm rạp trên mặt đất Iliad, đem một đầu khí tức yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính con dơi đưa vào dưới mặt đất, sau đó Iliad giả vờ như bắt đến cơ hội bộ dáng, đột nhiên phóng tới cái kia không có nhất tồn tại cảm ai không phải đại khu chân tự, muốn dùng hắn làm đột phá khẩu lao ra, ai ngờ vị kia đen xì chân tự, thụ hắn một quyền về sau trực tiếp liền bị đánh thành mảnh vỡ, những cái kia mảnh vỡ cũng không phải là huyết nhục, mà là chút to bằng hạt vừng phi trùng, những cái kia phi trùng tiến vào vội vàng không kịp chuẩn bị Iliad trong thân thể, đối với hắn mỗi một tấc máu thịt vô tình gặm nuốt, tiếp theo người tuân thanh ba người cũng nhận liền xuất thủ, cuối cùng Iliad không cách nào lại hoàn thành phục sinh, toàn bộ thân thể đều biến thành một đống bột phấn, giấc giờ xuất ra một cái bình nhỏ, đem những cái kia bột phấn tất cả đều thu lại, Chuẩn bị chờ sau này lại tìm một cơ hội đem cái này bột phấn Triệt để đánh tan thành hạt cơ bản Kết thúc về sau Bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau Nhao nhao hướng phía vị kia hơi trọc siêu năng giả phương hướng bay đi Cái kia khí tức quỷ dị thực sự là làm cho người rất để ý Trừ tai biến cấp trở lên cường giả bên ngoài Còn là lần đầu tiên có đồ vật cho bọn hắn như thế cảm giác bất an Không chỉ đám bọn hắn mấy cái chân tự Thành thị bên trong rất nhiều cường giả đều cảm nhận được khí tức kia tất cả đều đang đuổi hướng cái hướng kia, hiệp hội liệt ma nhân đi vậy thì thôi, nếu là che giấu quái vật cũng đi, cái kia tám thành liền gặp vận rủi lớn, ông văn tại đối khí tức kia chấn kinh sau khi, lại đang lo lắng trước đó ẩn ẩn nhìn thấy áo trắng thân ảnh, cả hai xuất hiện thời gian như thế tiếp cận, sẽ có hay không có cái gì ở bên trong liên hệ đâu, trong trầm tư ông văn không có chú ý tới, từng cái có cỡ ngón tay phấn nộn đáng yêu con dơ nhỏ, lặng lẽ theo trong đất bùng leo ra, bắt lấy ôn văn góc áo không thả, trong mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng. Cái này con dơi chính là Iliad, hắn dùng hy sinh chính mình tuyệt đại bộ phận thân thể làm đại giá, thành công tại mấy vị chân tự mí mắt dưới đào thoát tìm đường sống. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một điểm lực lượng, nhưng lại có được cực kỳ cường đại ẩn tàng năng lực, đến mức liền ghé vào ôn văn trên thân, ôn văn đều không có phát hiện. Iliad dự định cứ như vậy một mực đi theo ôn văn, thẳng đến nhìn thấy đào thanh thanh. Đào Thanh Thanh là bị Ôn Văn giấu đi, tại Iliad chết về sau, Ôn Văn tất nhiên muốn đi thấy Đào Thanh Thanh một mặt, đến lúc đó hắn liền có thể thừa cơ chạy đến Đào Thanh Thanh trên thân, chạy đến Đào Thanh Thanh trên thân về sau, hắn liền có thể mượn dùng mình vị cách, cưỡng ép điều khiển Đào Thanh Thanh tâm thần, để nàng mang mình về đến gia tộc trụ sở, lại từ từ khôi phục lực lượng, Đào Thanh Thanh thần kỳ thể chất bí mật, hắn nhưng là tình thế bắt buộc, nếu như có thể phục chế đến sở hữu huyết tộc trên thân hắn sẽ thành dẫn dắt huyết tộc xưng bá hùng chủ, nói không chính xác còn có thể mượn cơ hội này, bước vào tai biến cấp cảnh giới. Chấm chấm chấm. Hơn 10 phút trước, nam thành phố bằng hộ khu, coi ép mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia quỷ dị quái vật một chút xíu tiếp cận chính mình, cái kia lại đen vừa gầy thân thể phản phất tràn đầy vặn vẹo đói khát, đậm đặc dịch nhần tại thân thể mảnh khe nhỏ bên trong chảy xuôi, trống rỗng ống hút trạng giác hút nhắm ngay cổ của hắn. Stin mắt cao đối poi ép khẽ không người, sau đó liền nện bước vui sướng bước chân rời khỏi nơi này. Trong lòng của hắn, Poi ép đã là cái người chết, không ai có thể tại chó săn đuổi bắt xuống đào thoát tìm đường sống, chí ít tại Stin trong nhận thức biết không có. Nếu như hắn không phải có được tổ truyền lừa gạt chó săn phương pháp, có thể đem chó săn mục tiêu chuyển đổi thành người khác, cũng sớm đã chết ở chó săn ống hút bên trong, biến thành có được trăm ngàn năm lịch sử hài cốt, có thế bất kể như thế nào lừa gạt, chó săn chọn trúng mục tiêu không có tử vong, liền sẽ không đình chỉ săn giết, mà lại lừa gạt hiệu suất cũng sẽ càng ngày càng yếu. Bởi vậy, hắn nhất định phải theo dẫn đạo giả trong miệng thu hoạch được tránh né chó săn phương pháp. Chương 683, tin chó săn, Poi ép phát phát hiện mình xung quanh không gian, lâm vào quỷ dị đình trệ trạng thái bên trong, trừ quái vật kia bên ngoài cái khác hết thảy đều đình chỉ vận động. Vì phòng ngừa mình, cứ như vậy bị cái kia quỷ dị quái vật giết chết, Poi ép đem hết toàn lực muốn mở ra năng lực hơn nữa còn muốn bột phát ra khí tức cầu viện nhưng là liền khí tức của hắn vận chuyển cũng đều chậm đến lệnh người giận sôi tình trạng lúc này poi ép mới phát hiện nguyên lai chịu ảnh hưởng chính là hắn chung quanh thời gian mà đầu kia quái vật có thể tại cái này chậm chạp lưu động thời gian bên trong bình thường hành động mặc dù khí tức không cách nào buông ra có thế chí ít kiên trì tán phát khí tức có thể để quái vật kia tiếp cận hắn tốc độ chậm lại vì lẽ đó poi ép một khắc đều không có đình chỉ cố gắng thừa dịp quái vật kia khó mà tiếp cận mình ngắn ngủi khe hở, poi ép tiến hành cao tốc suy nghĩ. Suy nghĩ, ta bình thường nếu là nhìn nhiều điểm sách liền tốt, poi ép suy nghĩ nửa ngày sau, chỉ lấy được một kết luận như vậy, hắn bình thường liền là chỉ động thủ bất động não loại người kia, hiện tại đột nhiên để hắn suy nghĩ, không thể nghi ngờ là tại làm khó hắn, cuối cùng hắn vẫn là bị quái vật kia tiếp cận bên người, trơ mắt nhìn cái kia trống rỗng giác hút, một chút xíu đâm vào cơ thể của hắn bên trong. Poi ép lập tức liền cảm thấy khó mà hình dung cảm giác mệt mỏi, phản phất có đồ vật gì theo trong cơ thể của hắn trôi qua. Khi hắn nhìn thấy cánh tay của mình làn da một chút xíu mất đi rực rỡ, cơ bắp cũng bắt đầu héo rút thời điểm, hắn mới hiểu được cái kia theo trong cơ thể hắn trôi qua đồ vật. Là thời gian, hắn tại già yếu, mà lại loại này già yếu tốc độ rất nhanh, hắn căn bản là không có cách ngăn lại, hắn vốn nên thỏa thích hưởng thụ tốt đẹp thời gian, chính đang nhanh chóng tan biến mỗi qua một giây hắn liền đã mất đi một năm tuổi thọ, coi ép triệt để lâm vào tuyệt vọng, nhưng đúng vào lúc này, hắn nghe được đều nhịp tiếng bước chân, hắn miễn cưỡng dùng khóe mắt liếc qua xem xét, liền phát hiện những tiếng bước chân kia, đến từ cái này đến cái khác bánh mì người, những này to lớn bánh mì phiến, nhao nhao cao cao nhảy lên, đem bên cạnh hắn vây lại, ánh nắng cũng bị che kín, kỳ quái là, tại những cái kia bánh mì phiến đem phụ cận tất cả đều bao phủ lại về sau, oi ép trên người áp lực bỗng nhiên giảm bớt hắn già yếu tốc độ cũng lập tức giảm bớt hàng trăm hàng ngàn lần mà lại khí tức của hắn cũng có thể phát tán ra nương theo lấy khí tức của hắn cùng một chỗ bị phát tán ra còn có cái kia quỷ dị quái vật khí tức bởi vì bọn họ thân thể là kết nối lấy vì lẽ đó ở xa thành thị một chỗ khác ôn văn bọn người mới có thể cảm nhận được cái kia quái dị khí tức lại qua hai phút đồng hồ oi ép mới khôi phục nhất định năng lực hành động sau đó dùng tận trên người khí lực một quyền đánh vào cái kia quái dị đầu lâu phía trên quái vật kia bị đánh một quyền về sau phát ra một tia rên rỉ sau đó liền biến mất trong không khí quái vật biến mất về sau những cái kia bánh mì phiến cũng giải trừ phong tỏa nện bước chỉnh tề bước chân rời đi hiện trường poi ép rốt cục thoát đi nguy cơ thật dài thở ra một hơi hắn xoay người nhìn lại liền nhìn thấy phía sau đứng một người mặc màu trắng đầu bếp dùng nửa lão nam nhân tạ ơn sau khi nói xong Boy F cảm thấy thể nội đột nhiên trống rỗng, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Lúc này Boy F đã đầu đầy tóc bạc, cái kia mặt đầu bếp dùng nam nhân thở dài một tiếng. Hắn chính là hát ám trù phòng lão Tins. Trước đó lão Tins ôm văn bị những quỷ hút máu đó mang đi. Mặc dù biết ôn văn thực lực, nhưng vẫn là muốn đi xem một chút. Có thế ở nửa đường lên liền có một mực tại theo dõi bánh mì người phát hiện tin thân ảnh. Thế là hắn liền vội vã chạy tới nơi này, vừa vặn cứu Boy F hắn đang muốn tiến lên nhìn xem poi ép tình huống, liền thấy một đầu cự hùng băng băng mà tới, cự hùng cái trước hơi hói đầu nam nhân chính hung thần ác sát nhìn xem lão Tins, phản phất tùy thời có thế xé sống lão Tins, lão Tins nhìn thấy người kia, liền bị bị hù thân thể khẽ run rẩy, bản năng đem hai tay giơ lên, ân. Ừ. Hắn không phải tại nhận sợ, đây là cái nào đó địa khu quân lễ, chấm chấm chấm. Sau 20 phút, phụ cận một trường học trong phòng học, lão Tins bị trói gô sâu tại bục giảng trước, phòng học hàng thứ nhất, ngồi rồng rã bảy vị chân tự siêu năng giả, ngồi phía sau hơn 30 thượng tự liệp ma nhân, hiện tại bọn hắn muốn cùng một chỗ thẩm vấn lão Tins, một vị cái khác đại khu thượng tự siêu năng giả, tại kim ưng đại khu liền như thế không minh bạch đột nhiên theo tráng niên biến thành lão giả, chuyện này nếu như không điều tra rõ ràng. Rất có thể đưa tới hai cái đại khu thợ săn hiệp hội ở giữa ma sát Còn có vừa rồi cái kia khí tức quỷ dị cũng đủ để gây nên ở đây sở hữu siêu năng giả coi trọng tại phát hiện poi ép hiện trường không nhìn thấy bất luận cái gì chiến đấu vết tích cái này mang ý nghĩa poi ép toàn bộ quá trình không có một tơ một hào năng lực phản kháng cái này không thể nghi ngờ để ở đây mỗi người đều cảm thấy một tia nguy cơ mà xuất hiện ở hiện trường lão tinh liền là giải thích hết thảy tốt nhất đột phá khẩu cho nên mới có dạng này một trận thẩm vấn nói đệ đệ ta là làm sao biến thành như vậy bạch hùng đại khu chân tự siêu năng giả tai khô đè nén lửa giận hỏi hắn không nghĩ tới vừa cùng đệ đệ tách ra không đến 2 giờ đệ đệ của hắn dáng vẽ liền biến thành da da hắn bộ dáng cái này khiến hắn sau khi về nhà làm sao cùng ba ba mụ mụ da da nải nải bàn giao đi một chuyến kim ưng đại khu mang về một cái da da người nhân bản lão tins 10 phần vô tội nói cái này cùng ta thật không có quan hệ vẫn là ta cứu được hắn đâu tổn thương vị này poi ép tiên sinh là một loại gọi là tinh chó săn, sinh vật, nếu như ta nhớ không lầm, tên của ngươi liền gọi tinh đi. Ngồi ở hàng sau ôn văn sen vào nói, trong phòng học rơi vào trong trầm mặt, tất cả mọi người nhìn lão tinh ánh mắt đều có chút bất thiện, ngươi cái này nha danh tự liền gọi tins tổn thương poi ép quái vật gọi tins chó săn, còn không có quan hệ gì với ngươi. Lão tins cười khổ một tiếng nói, quái vật kia sở dĩ gọi tinh chó săn, là bởi vì cái thứ nhất phát hiện loại quái vật này, là ta cùng tên tiên tổ hắn đem quái vật kia mệnh danh là tinh chó săn bọn chúng không thuộc tại gia tộc bọn ta thậm chí không thuộc về thế giới hiện thực cùng thế giới bên trong danh tự cũng chỉ là thuận tiện xưng hô bọn chúng thôi danh tự này đối bọn chúng không có chút ý nghĩa nào giót giờ joey đặt câu hỏi nói không thuộc về thế giới hiện thực cũng không thuộc về thế giới bên trong vậy chúng nó thuộc về chỗ nào bọn chúng đến cùng là như thế nào quái vật bị đột nhiên xuất hiện quái vật hút đi toàn bộ thời gian, tại Nam thành phố đã phát thành qua nhiều lần, tại Kim ưng đại khu trong hồ sơ phát sinh số lần càng nhiều, có thế là bản xứ liệt ma nhân, liền xem như bận đến sức đầu mẻ tráng, cũng tìm không thấy một điểm manh mối, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện một cái người biết chuyện, lão tinh so nhẹ một tiếng nói, liên quan tới loại này tinh chó săn, thực sự là nói rất dài dòng, ta liền nói đơn giản một cái đi. Đầu tiên là quái vật kia hình dạng, Kỳ thật ta cũng nói không rõ ràng bọn chúng hình dạng thế nào, bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều lớn lên không giống, thậm chí cùng một con chó săn tại khác biệt thời gian bộ dáng cũng khác biệt, duy nhất chung liền là thân thể khô gầy, cùng có thể hấp thụ sinh mệnh trống rỗng ống hút trạng miệng. Về phần tại sao để bọn hắn chó săn, là bởi vì bọn họ tập tính, chỉ cần tại thời gian khoảng cách bên trong nhìn thấy loại sinh vật này, bọn chúng liền sẽ đem người chứng kiến truy sát cái chết. Chương 684, tuyệt vọng thời gian lữ hành, thời gian khoảng cách, Cúc Thập Lan nghi hoặc hỏi, cái danh từ này hắn lần đầu tiên nghe nói, lão Tinh gật đầu nói, không sai, chính là thời gian khoảng cách, thời gian lữ hành lúc mượn lấy trợ thông đạo, chính là thời gian khoảng cách, nghe nói thông qua khoảng cách lữ hành thời điểm, sẽ có nhất định xác suất gặp được loại quái vật này, lữ hành số lần càng nhiều, gặp phải xác suất lại càng lớn, hẳn đến cuối cùng sẽ tất nhiên gặp được loại quái vật này. Ôn Văn giống như là học sinh đồng dạng giơ tay lên nói, "Ách. Thời gian lữ hành là ta hiểu cái chủng loại kia sao, liền là xuyên qua làm hoàng phi, làm hoàng đế, hoặc là làm cải cách, làm phát minh." Lão Tinh sửng sốt một chút, sau đó nói, "Thời gian lữ hành là rất nghiêm túc sự tình, không có khả năng xuất hiện ngươi nói cái chủng loại kia tình trạng. Kỳ thật không chỉ là Ôn Văn, những người khác cũng nghe được không biết rõ. Tại siêu năng giả thế giới bên trong, siêu năng lực lượng đủ loại kiểu dáng, có phun nước phun lửa dịch chuyển không gian, cũng có các loại cùng loại quy tắc kiểu dáng năng lực, có thế cùng thời gian tương quan năng lực, thật là mười phần hiếm thấy, hiếm thấy đến chân tự cảnh giới siêu năng giả đều có rất ít người nghe qua, đám người trầm mặt một hồi về sau, tuân thanh phá vỡ yên tĩnh, khẽ cười một tiếng nói, thời gian lữ hành. Thật sự là hiếm lạ, chúng ta một nhóm người này ngược lại cô lậu quả văn, vẫn là làm phiền ngươi giải thích một chút đi xuất hiện tại mọi người thái độ đối với lão Tins có biến hóa, bởi vì lão Tins biết bọn hắn không biết đồ vật. Lão Tins nghiêm túc nhất đám người nói, các ngươi chưa nghe nói qua thời gian lữ hành rất bình thường, nếu không phải là bởi vì đời đời kiếp kiếp truyền miệng, ta cũng sẽ không biết nhiều như vậy nội tình. Thời gian hệ năng lực mặc dù thưa thớt, nhưng kỳ thật vẫn luôn tồn tại, sở dĩ thưa thớt đến các ngươi những đại nhân vật này đều chưa nghe nói qua tình trạng cũng là bởi vì tinh chó săn tồn tại sở hữu có thể xuyên qua thời gian người, cuối cùng toàn đều sẽ bị chó săn giết chết, chết vô thanh vô tức. Ông Văn Như có điều suy nghĩ, tất cả mọi người sẽ chết, liền mang ý nghĩa lấy được đến thời gian hệ năng lực bản thân, liền là nguy hiểm trí mạng. Lão Tinh nói tiếp, cái gọi là thời gian lữ hành, kỳ thật cũng không phải là giống các ngươi nghĩ như vậy tiêu sái, như vậy tự do, không thể nghĩ thay đổi gì liền có thể thay đổi gì. Lữ hành quá trình bên trong muốn tuân thủ nghiêm khắc quy tắc, trở lại quá khứ thời điểm, không thể thay đổi bất luận người nào sinh mệnh lịch trình, một khi tạo thành một chút xíu cải biến, trở về thời điểm liền tất nhiên sẽ gặp phải tin chó săn, sau đó nhận đến chết mới thôi truy sát, cho dù là có người nhìn nhiều ngươi vài lần, làm trễ nải ban một xe, hoặc là ngươi tại quá khứ ném đi một cái vỏ chuối dẫn đến một người té một cái, cũng đều sẽ dẫn tới chó săn, mà lại vô luận ngươi tại quá khứ thay đổi gì, đều sẽ bị thời gian vĩ lực tự động chữa trị cuối cùng cái gì cũng không biết cải biến, hy sinh chỉ có chính ngươi, tiến về tương lai liền càng thêm hung hiểm, lữ hành quá trình cái gì cũng sẽ không phát sinh, nhưng khi ngươi trở lại bình thường thời gian dây lên thời điểm, nếu như ngươi bởi vì thấy được tương lai mà thay đổi chính ngươi bất luận cái gì hành động, chó săn cũng sẽ lập tức đến, A à, Sơ nghĩ nghĩ nói, nói cách khác, vô luận là tiến về đi qua vẫn là tương lai, chỉ nếu muốn thay đổi một chút đồ vật liền sẽ bị chó săn để mắt tới liền tính là gì cũng không thay đổi chỉ là đơn thuần nhìn xem cũng lại bởi vì số lần tăng nhiều gặp phải chó săn vậy chỉ cần không sử dụng năng lực này chẳng phải là liền an toàn lão tins cười khổ nói thức tỉnh thời gian năng lực người có thế sẽ không biết giống ta nhiều như vậy mà lại cũng nên thí nghiệm một lần mới biết mình có là năng lực gì còn có coi như ngươi biết tất cả mọi chuyện có thế ngươi nếu là có xuyên qua thời gian năng lực ngươi sẽ không sử dụng sao a à, sơ nghẹn lời hắn phải có năng lực này khẳng định ngay lập tức trở lại quá khứ cải biến không thuận tâm sự tình, coi như biết nguy hiểm bao nhiêu cũng sẽ nghĩ thử một lần. Cúc Thập Lan trả lời nói, vấn đề mấu chốt ngay tại cái kia chó săn lên đi, chỉ cần làm xong chó săn, còn không phải muốn thế nào được thế nấy. Lão Tinh lắc đầu nói, chó săn là vô địch, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù lẫn tránh, không cách nào thật giết chết. Trai Khô Kinh thường nói, làm sao ngươi biết chó săn là vô địch, bằng bánh bao của ngươi người sao? lão tin lộ ra một tia tươi cười quái dị, ngươi cảm thấy, ta nhiều như vậy liên quan tới thời gian lữ hành cùng chó săn tri thức, là từ đâu tới, hơn 220 năm trước, tại Kim ưng đại khu có một cái bí ẩn không muốn người biết tổ chức, tổ chức này từ 10 cái gia tộc tạo thành, duy nhất mục đích đúng là khám phá thời gian huyền bí, trong đó có một cái liền là gia tộc của ta, cuối cùng bọn hắn thành công, cùng thế giới bên ngoài vĩ đại tồn tại đạt thành khế ước, tham dự nghi thức tất cả mọi người thu được có thể tiến hành thời gian lữ hành năng lực, cùng một phần thời gian lữ hành chú ý hạng mục. Ban đầu tất cả mọi người dựa theo chú ý hạng mục hành động, nhưng vẫn là không ngừng có người chết đi. Cuối cùng mọi người chú ý đến, vấn đề mấu chốt tại chó săn phía trên, liền bắt đầu khai phát các loại đối phó chó săn thủ đoạn. Bọn hắn phát hiện rất nhiều thứ, tỉ như chó săn là tại góc độ thời gian sinh tồn sinh mệnh, muốn đi vào thế giới hiện thực, chỉ có thể ở chung quanh có nhỏ hơn 120 độ sừng lúc, mới có thể duy trì thân thể đồng thời phát huy lực lượng, tỉ như chó săn cảm giác có vấn đề, có thể thông qua một loại nào đó phương pháp tiến hành lừa bịp để bọn chúng thay đổi mục tiêu công kích, nhưng cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là đều chết hết, trốn tại không có nhỏ hơn 120 độ sừng gian phòng bên trong, bởi vì địa chấn xuất hiện khe hở, dẫn đến bị chó săn chui tiến gian phòng mà chết, ý đồ lừa bịp chó săn cuối cùng tại chó săn càng lúc càng nhanh đuổi bắt tần suất xuống bị bắt đến hút khô chỗ có sinh mệnh sở hữu tham gia nghi thức người bên trong có thượng tự có chân tự thậm chí có một vị tai biến cấp dốc giờ đứng lên nói không có khả năng ngươi thật biết cái gì là chân chính tai biến cấp cường giả cái khác siêu năng giả cũng đều một mặt không tin nếu như cái kia chó săn ngay cả tai biến cấp đều có thể giết chết như vậy bọn hắn còn ở nơi này thảo luận cái gì trực tiếp giấu đi tốt lão tinh cười nhạo nói Ta đương nhiên biết cái gì là tai biến cấp, khả thi ở giữa mới là nhất sức mạnh vĩ đại, liền tai biến cấp cường giả cũng là có tuổi thọ, tin chó săn giết người cơ chế cùng thực lực không có quan hệ, nó xuất hiện thời điểm chung quanh một phần nhỏ thời gian sẽ đứng im, sau đó nó ống hút có thể đem thời gian hút đi, vô luận ngươi mạnh đến mức nào thực lực, cũng đều sẽ không thể động đậy, sau đó bị hấp thụ rơi sở hữu sinh mệnh, một đầu chó săn không cách nào hút khô một cái tai biến cấp nhưng khi đó cái kia tai biến cấp là bị mấy chục con chó săn vây quanh hút khô. Ông Văn Long mày nhíu lại hỏi, nếu như cái kia chó săn thật giống là ngươi nói cường đại như vậy, vậy là ngươi làm sao cứu ra poi ép? Ta trước đó nói, chó săn muốn tự do hành động, chung quanh cần phải có nhỏ hơn 120 độ cái góc. Ta dùng bánh bao của ta phiến đem poi ép vây lại, sáng tạo ra một cái không có cái góc không gian, bởi vì poi ép không phải chó săn mục tiêu chân chính vì lẽ đó chó săn sẽ không lại lần đối với hắn tiến hành công kích. Chương 685, Stin. Mắt cao, tại nghe xong lão Tins nói tới, liên quan tới thời không lữ hành cùng chó săn giảng giải về sau, liệp ma nhân nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiềm chế, bởi vì cái kia đại biểu siêu năng giả thế giới bên trong, tàn khốc nhất một mặt, rất nhiều người đều ngóng trong có thể xuyên qua thời không. Đối với thời không xuyên qua có vô số mỹ hảo tưởng tượng, nhưng người nào cũng không biết coi ngươi phát phát hiện mình có thể tiến hành thời gian lữ hành thời điểm, liền đã chú định sẽ tao ngộ kinh khủng tử vong. Mặt khác ôn văn đối lão tin nói tới, cái kia cùng một chỗ thu hoạch siêu việt lực lượng thời gian nghi thức cảm thấy rất hứng thú, cùng thế giới bên ngoài vĩ đại tồn tại ký kết khế ước, cái gọi là thế giới bên ngoài chỉ là thế giới bên trong, vẫn là thế giới bên trong bên ngoài. Thế giới hiện thực liền là liên bang địa cầu cùng liên bang chỗ vũ trụ, mà thế giới bên trong thì là một cái quy tắc khác hẳn hoàn toàn thế giới, mà lại thế giới kia còn đang không ngừng đối thế giới hiện thực tiến hành xâm nhập, dựa theo thợ săn hiệp hội bên trong học giả quan điểm, thế giới hiện thực cùng thế giới bên trong nghiêm một âm, tự như là thái cực đồ lên âm dương hai mặt, tương hỗ y tồn chặt chẽ không thể tách rời, có thế thế giới hiện thực thật là cùng thế giới bên trong ngang nhau sao, đem phía bên mình gọi hiện thực, sẽ không phải chỉ là để nhân loại ngạo mạn đâu nếu là lão tinh nói tới thế giới bên ngoài vĩ đại tồn tại là thật, đó có phải hay không liền đại biểu trừ thế giới bên trong cùng thế giới hiện thực bên ngoài còn có cái khác cấp độ cao hơn thế giới, mặt khác liền là trận kia thu hoạch siêu việt lực lượng thời gian nghi thức theo ôn văn cái kia bí ẩn tổ chức là cực độ ngu xuẩn niên đại đó siêu năng giả căn bản không có đối loại này nghi thức mức độ nguy hiểm có chính xác dự báo bọn hắn chí ít qua loa lý trí một chút liền sẽ không rơi vào đoàn diệt hạ tràng rất nhiều không cách nào thu hoạch siêu năng lực lượng người đều đang tìm kiếm đủ loại phương pháp muốn thu hoạch được cùng siêu năng giả hoặc quái vật lực lượng nhưng muốn thu hoạch ngoài định mức lực lượng mức độ nguy hiểm người bình thường căn bản không có chính xác nhận biết đem hành vi của bọn hắn kiểm kê một chút đủ để viết thành một nhân loại tìm đường chết bách khoa toàn thư giống như là đơn giản nhất thông qua tế tự hướng tà thần khẩn cầu lực lượng liền là điển hình tìm đường chết hành vi chỉ cần nghi thức chính xác vô luận là ai cũng có thể đạt được tà thần đáp lại nhưng là tương đối tà thần đến nói nhân loại bình thường tựa như là ven đường khẩn cầu bánh kẹo con kiến tà thần tiện tay ném cục đường liền có thể đem nhân loại đè chết tiến hành nghi thức nhân loại phần lớn đều cùng đã từng mê hoặc thằng hề grandi đồng dạng thê thảm số ít có thể người còn sống sót cũng đều biến thành không có tự chủ ý chí khôi lỗi cái khác đủ loại phương pháp còn có thật nhiều nhưng không có một loại phương pháp nào hoàn toàn không có tác dụng phụ Căn cứ Ôn Văn biết, người bình thường muốn thu hoạch được siêu phàm lực lượng, phương pháp an toàn nhất liền là mượn nhờ một ít đặc thù siêu phàm đồ vật thu hoạch được lực lượng, tỉ như Ôn Văn triết học vòng tay, ít cánh sắt, hùng ứng theo chân lý nhà bảo tàng lấy được ma quỷ chi tâm, bao quát Ôn Văn mình bị thu dung sở giao phó lực lượng kỳ thật cũng là cái này một loại, sau đó liền là học tập cấm kỵ tri thức, nhưng là loại học tập này cũng nương theo lấy nguy hiểm. Lôi điện chi thư loại này tương đối an toàn điển tịch học tập cái một hai bản không có vấn đề, nếu là những cái kia đối lập nguy hiểm đồ vật, chỉ cần len lén nhắm vào vài lần, liền sẽ khiến tồn tại nguy hiểm nhìn chăm chú, cuối cùng liền là tống lăng ngẫu nhiên mân mê đi ra, tân nhân loại, trải qua hoa phủ thợ săn hiệp hội toàn diện kiểm tra, đào văn trên người lực lượng hoàn toàn đảng sinh tại tự thân, tính chất ôn hòa mà còn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ dự tính tuổi thọ của hắn có thể muốn so với bình thường siêu năng giả còn dài hơn nhiều, vì lẽ đó Tống Lăng mới sẽ có được hoa phủ thợ săn hiệp hội coi trọng, lần này hắn đoán chừng sẽ lưu tại thợ săn đảo tiến hành nghiên cứu, nhưng mà ai biết đào văn trên thân đến tục cùng có hay không không có kiểm trắc đi ra hậu hoạn đâu. Tất cả mọi người đang tiêu hóa lão tinh nói ra tin tức, giót giờ đứng người lên hỏi, hiện tại ta vấn đề quan tâm nhất là, tập kích poi ép người đến cùng là ai, chúng ta như thế nào mới có thể bắt lấy hắn lão tin vẻ mặt nghiêm túc nói, đây cũng là ta nhất muốn nói cho ngươi nhóm, các ngươi muốn tìm người tên gọi Stin. Mắt cao, hắn giống như ta cũng là năm đó cái kia 10 cái gia tộc hậu đại, bất quá cùng gia tộc bọn ta khác biệt chính là, bọn hắn cái này một chi mỗi một thời đại đều sẽ có một người thức tỉnh thời không lữ giả năng lực, thành là thời gian lữ giả, bởi vì thế hệ lưu truyền xuống điển tịch, mắt cao tộc nhân đều sẽ tận lực tránh tiến hành thời gian xuyên qua, vạn nhất thật gặp chó săn, cũng sẽ bình tĩnh đối mặt tử vong, sẽ không liên lụy người khác. Có thế Sting chẳng những chủ động tiến hành thời gian xuyên qua, hơn nữa còn tại treo chọc chó săn về sau, thông qua cấm kỵ phương pháp lừa gạt chó săn cảm giác, đem chó săn truy sát tái giá đến những người khác trên thân. Hơn 20 ngày trước kia, ta tiếp vào mắt cao nhà xin giúp đỡ, bọn hắn cảm thấy Sting đã biến thành một cái ma quỷ, vì lẽ đó mời ta thuyết phục Sting, để hắn tiếp nhận vận mệnh của mình, không cần liên lụy người khác. Cai khô hỏi, về sau xảy ra chuyện gì lão tinsby thương nói về sau làm ta chạy đến thời điểm mắt cao gia tộc đã bị diệt tộc động thủ liền là stin hiện tại hắn là cái cuối cùng mắt cao tộc nhân sau khi hắn chết liền sẽ không lại xuất hiện mới tính truyền thừa thời gian lữ giả ta trước đó cũng là bởi vì phát hiện stin hành tung mới có thể vừa vặn gặp phải poi ép bị chó săn tập kích tuân thanh đứng dậy đạn động một cái trên tay trường kiếm nói tên của hắn là stin mắt cao đi chúng ta muốn tìm tới hắn không khó lắm mặc dù lão tins đem thời gian lữ hành nói vô cùng kinh khủng nhưng một cái có thể xuyên qua thời gian siêu năng giả đối thợ săn hiệp hội có tương đối lớn ý nghĩa hắn chuẩn bị đem stin bắt lại nhốt vào bí mật thu dung sở bên trong thông qua stin năng lực dự báo tương lai hiểu lịch sử lấy hiệp hội năng lực hẳn là có thể nghĩ biện pháp chống cự loại kia chó săn cái khác chân tự cũng đều kích động thời gian lữ hành năng lực nếu như vận dụng tốt sẽ mang đến rất tác dụng tích cực cái này có thể giúp bọn hắn thắng được đại khu ở giữa cạnh tranh. Mắt thấy đám người muốn xuất phát, lão tin vội vàng nói, lấy năng lực của các ngươi, muốn tìm tới hắn không khó, nhưng muốn bắt đến hắn nhưng không dễ dàng. Tin bản nhân thực lực cũng không mạnh, hắn tự thân thậm chí khả năng đánh không lại một cái làm ruộng lão hán. Nhưng các ngươi nhìn thấy hắn có thể là 5 phút đồng hồ trước hắn, cũng có thể là là sau 5 phút hắn. Ông văn mày nhăn lại, ngươi không là nói qua, thời gian lữ hành có nghiêm khắc hạn chế một khi cải biến tương lai cùng hiện tại liền sẽ gặp phải chó săn sao? Lão Tinh lắc đầu nói, hắn hiện tại đã gặp được chó săn, liền là dựa vào không ngừng tại phụ cận thời gian bưng lên xuyên qua, mới có thể tránh miễn bị chó săn tìm tới. Các ngươi tìm tới hắn thời điểm, tận lực tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, chờ đợi 5 phút, dạng này có thể để các ngươi bắt đến hắn xác suất đề cao, mặt khác không cần quá độ tiếp cận hắn, coi như muốn tiếp cận cũng phải bảo đảm chung quanh không có nhỏ hơn 120 độ, có thể cung cấp chó săn thông qua góc độ, chương 686, ngẫu nhiên gặp, lão Tins đem tất cả mọi thứ đều bàn giao về sau, đám người liền toàn đều hành động, đối Steam Mark cao tiến hành lùng bắt, quay lại đi qua, dự báo tương lai, đối thợ săn hiệp hội dạng này loại cực lớn tổ chức, có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn, mà lại căn cứ lão Tins nói, nếu như Steam tiếp tục chạy trốn xuống dưới, những cái kia chó săn hành động đem càng phát ra không gì kiên kỵ ngược lại tập kích vô tội người bình thường lúc trước vị kia bị chó săn nhóm giết chết tai biến cấp chết về sau phẫn nộ chó săn nhóm tại tương đương bát ngát phạm vi bên trong chế tạo mấy vạn người chết đi chỉ bất quá khi đó kim ưng đại khu đang đứng ở một trận đáng sợ to lớn dịch bệnh bên trong những cái kia quỷ dị tử vong sự kiện thậm chí đều không có gây nên sự chú ý của người khác nhìn xem hành động đám người lão Tinh thở dài một hơi hắn nói ra nội dung toàn đều là thật, đối thợ săn hiệp hội cao tầng hẳn là có trợ giúp rất lớn, lại thêm hắn cứu được poi ép một mạng, chí ít hắn hắc ám trù phòng là khẳng định bảo vệ, tại tòa này hỗn loạn trong thành thị, hắn tỉ mỉ giữ gìn hắc ám trù phòng xung quanh, là duy nhất một khối tuyệt đối an toàn cõi yên vui, không chỉ có không có quái vật quấy rối, liền nhân loại cũng sẽ không nghiệp chướng, nơi đó không có thanh lâu, không có đánh bạc nơi, không có nghiện dược phẩm, cũng không có những cái kia không đứng đắn tiểu lưu manh, là lão tin hơn 20 năm cố gắng thành quả. Một khi hắc ám trù phòng bị thợ săn hiệp hội đóng kín rơi, nơi đó cư dân đem lần nữa sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Đây là lão tin nhất chuyện không muốn thấy. Ông Văn vuốt vuốt gậy chống của mình, có chút xoắn suýt đi tại một đầu trên đường cái, thuận tay còn mua hai đại bao đặc sắc hoa quả vừa đi vừa ăn. Cái kia tư kho nhân, hắn cũng rất muốn muốn bắt, bởi vì hắn bắt đến Steam về sau, mình cũng sẽ có được steam năng lực, mặc dù cái kia đại biểu nguy hiểm to lớn, cũng cũng tương tự có khiến người khó mà cự tuyệt dụ hoặc, nhưng là bây giờ toàn thành liệt ma nhân đều đang tìm steam, ôn văn tại cái này tìm người phương diện này mặc dù có chút tâm đắc, nhưng cũng không cho là mình liền nhất định có thể tìm được trước bọn hắn, mặt khác trước đó màu trắng cái bóng, cũng tại ôn văn trong lòng lên tăng thêm một tia vẻ lo lắng, vật kia tuyệt đối là hướng về phía ôn văn tới, vạn nhất ôn văn quá chuyên chú tìm kiếm steam mà không để mắt đến tên kia nhất định sẽ ăn vào đau khổ trắng trẻo mũn mỉm con dơ nhỏ iliad một mặt không cam lòng đứng tại ôn văn trên bờ vai trước đó ôn văn đột nhiên đi học cùng nhiều như vậy chân tự chen tại không gian nho nhỏ lên thật kém chút đem hắn dọa vải xiết ra nếu là hắn tại dưới tình huống đó bị phát hiện tuyệt đối không có chạy thoát đạo lý bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế Iliad toàn bộ hành trình nghe thấy được liên quan tới thời gian lữ giả sự tình. Hiện tại hắn mong đợi nhất, liền là ông Văn có thể bắt đến Stin, sau đó mang theo Stin cùng đi tìm đào Thanh Thanh, sau đó hắn lại một phen thao tác, mang theo Stin cùng đào Thanh Thanh cùng một chỗ bỏ trốn mất dạng. Mặc dù cái kia có chút ý nghĩ hảo huyền, bất quá lấy Iliad niên kỹ, chỗ trải qua kỳ tích có thế không có chút nào ít. Nếu như hắn bắt đến Stin, nhất định phải làm cho tên kia đi chưa đến xem, mình có hay không trở thành mới huyết hoàng đế. Bỗng nhiên Iliad mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy một người mặc có chút phế phẩm màu trà áo khoác lôi thôi nam nhân, dáng dấp của người đàn ông này. Không phải liền là trước đó lão Tim miêu tả Stin sao, cái kia gây nên toàn thành bạo động nam nhân, vậy mà liền đứng tại một cái sạp trái cây trước, một bên giả vờ như cùng lão bản nói chuyện phím, một bên dùng ma thuật đồng dạng thủ pháp trộm hoa quả. Iliad chú ý tới, ông Văn đương nhiên cũng chú ý tới, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt thủ trượng trong mắt như có điều suy nghĩ thật là đúng dịp đây quả thật là trùng hợp sao trước đó cái kia bạch ngân vừa mới xuất hiện khí tức quỷ dị kia liền cùng nhau xuất hiện hiện tại ta lại vừa vặn đụng phải hắn có siêu năng lực lượng người hoặc sự vật sẽ lẫn nhau hấp dẫn nhưng cái kia cũng không trở thành tại cái này ngàn vạn người trong đại thành thị vừa vặn để ôn văn cùng steam gặp nhau vì lẽ đó đây tuyệt đối không phải trùng hợp ôn văn lập tức liền cảnh giác cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, chung quanh nơi này tự hồ chỉ có hắn một cái bình thường siêu năng giả. Stin mặc dù có thời gian lữ hành năng lực, nhưng trừ cái kia năng lực bên ngoài liền là một người bình thường. Bỗng nhiên ngay tại trộm hoa quả Stin, giống như bị người nào nhắc nhở một chút, đưa ánh mắt về phía ôn văn lộ ra thần sắc kinh khủng, sau đó hoảng hốt xoay người chạy. Sạp trái cây lão bản phát hiện về sau, dùng kim ưng đại khu phương ngôn, lớn tiếng hô hào bắt trộm, sau đó liền cầm lấy một thanh cắt dưa hấu đao đuổi tới vụng về diễn kỹ, hắn tại dẫn ta đi qua cái hướng kia hẳn là có mai phục thấy cảnh này ông văn lộ ra nụ cười khinh thường nhưng hắn vẫn còn có chút lòng ngứa ngáy hắn hết sức tò mò bên kia đến cùng có cái gì đang chờ hắn có thể bố trí loại này vụng về bố cục hẳn là sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp hiện tại thực lực của hắn đã đầy đủ mạnh chính dễ dàng đem vậy nhưng nghi bóng trắng cùng cái này tin tận diệt có thể trải qua cân nhắc lại thi về sau Ông Văn rốt cục vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, đã cái này rõ ràng là nhằm vào hắn cạm bẫy, hắn vẫn là không nên nhảy tiến vào, hiện tại thành thị này bên trong có đầy đủ nhiều đại thủ, hắn đại khái có thể gọi những người khác cùng đi, thế là hắn hướng phương hướng ngược nhau đi đến, đến người ít địa phương về sau, liền mở ra du lịch sang thiết bị đầu cuối, chuẩn bị đem ở đây phát hiện tin tin tức phát ra ngoài, nhưng vào lúc này, một màn kia màu trắng cái bóng xuất hiện lần nữa lần này không còn là chợt lóe lên cái bóng, mà là chân chân chính chính đứng tại ôn văn trước người một bóng người, một người mặc trường bào màu trắng, phía sau có một cái vòng sáng, thấy không rõ gương mặt nam nhân, ôn văn nhận ra cái này cách ăn mặc, Tây sơ qua các từng cùng ôn văn tỉ mỉ miêu tả qua, không hề nghi ngờ người này trước mặt liền là thần bí, dẫn đạo giả, chân tự cảnh giới thực lực cường giả, hơn nữa còn ủng có thần tính. Gia hỏa này đã từng có được thu dung sở bộ phận quyền hạn, đồng thời thả ra một nhóm đào phạm, hắn cùng có được thu dung sở ôn văn là thiên nhiên địch nhân, nếu để cho hắn phát hiện thân phận của ôn văn, như vậy hậu quả khó mà lường được, ngươi là ai, ta trước đó liền cảm giác được có đạo cái bóng tại nhằm vào ta, nói cho ta thân phận của ngươi, không phải ta liền động thủ. Ôn văn trên mặt không có hiển lộ ra một tơ một hào dị thường, giả vờ như mười phần ngang ngược bộ dáng nói với dẫn đạo giả, ta còn tưởng rằng Acer đã đem tin tức của ta nói cho ngươi. Dẫn đạo giả đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mỉm cười nói, từng, không đúng, ngươi là giả vờ, mặc dù tim đập của ngươi, biểu lộ, thậm chí cả phát tán ra tin tức đều ngụy trang rất tốt, nhưng dạng này là không lừa được ta, ông văn giả vờ như một mặt mờ mịt bộ dáng nói, ngươi đang nói chuyện ma quỷ, Acer là ai, ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, lại vì cái gì muốn gạt ngươi, dẫn đạo giả ôn hòa nói, miệng của ngươi nhưng thật ra vô cùng cứng rắn, hy vọng ngươi một hồi cũng có thể kiên trì như vậy sau đó hắn vung tay lên, Stin liền xuất hiện ở ôn văn trước người, đối ôn văn sốc lên mình màu trà áo khoác, thấy lạnh cả người bao phủ tại ôn văn trong lòng, hắn bị cái gì kinh khủng đồ vật. Để mắt tới, chương 687, thời gian ăn một nát người, mặc dù Stin vén quần áo lên động tác hơi có vẻ hèn mọn, rất dễ dàng để người liên tưởng đến loại kia có trần trụi đam mê biến thái, nhưng hắn mang đến uy hiếp lại là đáng sợ, cốc tường toát ra quái dị sương mù, để không khí chung quanh đều trở nên có chút vặn vẹo, liền đứng trước người dẫn đạo giả, thân ảnh đều có chút mơ hồ. Ông Văn nháy mắt liền ý thức được tình thế không ổn, hắn hiện tại đã bị tinh chó săn để mắt tới. Dựa theo lão tinh thuyết pháp, tinh chó săn đang hành động thời điểm, mục tiêu chung quanh trong phạm vi nhất định thời gian là tạm dừng. Siêu năng giả còn có thể miễn cưỡng tại cái này dị thường thời gian khu vực bên trong, bảo trì nhất định tư duy năng lực. Người bình thường ngay cả cái này cũng sẽ không cảm giác được đợi đến bọn hắn phản ứng tới thời điểm, bọn hắn đã biến thành một đống xương khô. Bất quá đối lập may mắn là, bởi vì tai ách găng tay cố hữu thuộc tính, ôn văn hiện tại còn có thể hoàn thành bốn ngón tay động tác. Có thế cho dù có thể búng ngón tay, cũng cũng không có có tác dụng gì, bởi vì vì tất cả đến từ quái vật năng lực, đều không có cách nào tại cái này đứng im thời điểm có tác dụng, liền hắc thể lực lượng cùng kiếm khí vận chuyển, cũng chậm đến lệnh người giận sôi tình trạng. Hiện tại ôn văn rốt cuộc các thân cảm nhận được, lão tin Smil tả loại kia khủng bố. Một khi trúng chiêu, liền thượng tự cảnh giới siêu năng giả, cũng chỉ có thể chờ chết. Một đầu không cách nào cụ thể hình dung đen gầy quái vật, theo trong góc tường leo ra, nó có thể tại cái này đình chỉ thời điểm hình dung tự nhiên. bảy Tám cái tràn ngập đói khác con mắt tham lam tiếp cận ôn văn thân thể, nó nghĩ muốn lấy đi ôn văn thời gian còn lại. Ôn văn hết sức bột phát ra khí tức, dạng này có thể ở một mức độ nào đó trì hoãn chó săn đến bên người thời gian, nhưng nếu như không có thể tìm tới chạy trốn biện pháp, lại thế nào trì hoãn cũng là vô dụng, lúc ấy nếu như không phải lão tinh xuất hiện, poi ép sớm đã bị hút khô, làm sao bây giờ, có thể búng ngón tay, liền mang ý nghĩa thu dung sở năng lực là có thể sử dụng, nhưng một khi tại dẫn đạo giả trước mặt sử dụng thu dung sở năng lực, hắn đoán chừng ngay lập tức sẽ xác nhận ta thu nhận viên thân phận, gia hỏa này muốn so tin chó săn còn nguy hiểm hơn hơn nhiều. Khả năng này là gần nhất ôn văn ở gần nhất tử vong một lần, trước đó hắn bất kể như thế nào tìm đường chết, đều cho mình lưu lại một đầu có thể thao tác đường lui, mà bây giờ thì hoàn toàn là đột phát tình trạng. Iliad mới phát giác được quan uổng, đối phương người muốn tìm là ôn văn, cùng hắn cái này vô tội sinh vật nhỏ không có quan hệ A. À. Bất quá may mắn là, huyết tộc tuổi thọ là so với nhân loại nhiều, hy vọng cái này tins chó săn hút khô ôn văn về sau liền dừng tay đi không cần liên lụy đến hắn mắt thấy cái kia đáng sợ ống hút đã nhanh muốn tiếp cận ôn văn thân thể lại tiếp tục suy nghĩ xuống dưới thời gian của hắn liền muốn đi vào quái vật kia trong bụng không thể đợi thêm nữa dẫn đạo giả vấn đề trước để ở một bên đi bảo mệnh quan trọng ba một tiếng thanh thúy búng tay vang lên ôn văn thân ảnh tại một trận ánh sáng ảnh vặn vẹo bên trong biến mất hắn đã biến mất tại tins chó săn trong tầm mắt về tới Thu Dung Sở bên trong, trở lại Thu Dung Sở bên trong ôn văn, lòng vẫn còn sợ hãi ngồi dưới đất, không có thấy tận mắt đến Tinh chó sang người, căn bản là không có cách tưởng tượng đến đó là một loại như thế nào khủng bố, Ôn Văn tình nguyện cùng Iliad đại chiến 300 hiệp, cũng không nguyện ý lại đối mặt cái kia đáng sợ quái vật. Thu Dung Sở bên ngoài, Tinh chó săn bỗng nhiên đã mất đi mục tiêu, âm tàn trong con ngươi dần hiện ra ngang ngược ý vị, thế giới này đối với nó đến nói, đâu đâu cũng có đồ ăn nó muốn vọt tới nhân loại bên cạnh trên thân, hấp thụ thời gian của bọn hắn. Thế nhưng là giống nó loại này vượt ngoại sinh vật, muốn ở cái thế giới này hành động, nhất định phải tuân thủ khắc nghiệt quy tắc, vì lẽ đó nó chỉ có thể bất đắc dĩ bò lại góc tường, rời đi cái này, ngon miệng, thế giới. Dẫn đạo giả nhìn xem biến bất chó săn cảm thán nói, nguyên lai đây chính là thời gian ăn một nát người A, thật sự là thần kỳ sinh mệnh, cùng thế giới này cùng thế giới bên trong bất luận cái gì sinh mệnh, đều không ở vào cùng một vĩ độ, Tinh thần sắc âm trầm nói, thời không ăn một nát người. Chúng ta đồng dạng quản loại sinh vật này gọi Tinh chó săn, dẫn đạo giả giải thích nói, nếu như đem thời gian cho rằng một cái cự đại sinh vật, như vậy các ngươi những này có thể xuyên qua thời gian sinh mệnh, chính là thời gian trên thân hư thối bộ vị, mà thời gian ăn một nát người lấy những này hư thối làm thức ăn, duy trì lấy cả cái thời gian hệ thống vận chuyển bình thường, muốn chân chính thăm dò thời gian huyền bí nhất định phải giải quyết những này chó săn. Bất quá, chỉ có ngu xuẩn mới có thể nếm thử phá hư thời gian pháp tắc. Stin không nhịn được nói, ta không nghĩ hiểu những này, trước đó ngươi đáp ứng ta, nói để ta giúp ngươi giết người, ngươi liền nói cho ta làm sao tránh né tin chó săn. Ta đã mạo hiểm giúp ngươi động thủ hai lần, ngươi nên nói cho ta biết đi, nếu như ngươi nghĩ nuốt lời, ta có thể để ngươi cũng thể hội một chút như lời ngươi nói thời gian ăn một nát người tư vị. Đối với Stin đến nói, mỗi lừa gạt một lần chó săn, chó săn lần sau tìm tới tốc độ của hắn liền sẽ tăng nhanh, chủ động đem chó săn câu dẫn đến hai lần đã là làm ra rất lớn hy sinh. Dẫn đạo giả hơi khinh miệt nhìn Stin liếc mắt, loại này đối bất kỳ vật gì đều không có kính sợ gia hỏa, coi như không có thu hoạch phần này sức mạnh cấm kỵ, sau cùng hạ tràng cũng sẽ chỉ là tự chịu diệt vong thôi, bất quá tại hắn tự diệt trước đó, vẫn là có thể phát huy một chút nhiệt lượng thừa, Người muốn tránh né tin chó săn truy kích, Duy nhất phương pháp liền là tại tinh chó săn không cách nào tiến vào không gian vượt qua quãng đời còn lại. tin nhíu mày nói, ngươi là nói không có góc độ nhỏ phòng ở sao, ta có mấy vị tiên tổ đều thử cùng loại phương pháp, nhưng là cuối cùng đều bởi vì các loại ngoài ý muốn đem chó săn thả vào phòng bên trong. Dẫn đạo giả nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ, tại thời gian vĩ lực trước mặt, vô luận ngươi trốn ở thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào, đều là không có ý nghĩa trừ phi ngươi trốn đến một cái chó săn không cách nào tiến vào không gian độc lập bên trong đi nơi nào tìm như thế không gian độc lập ngươi sẽ không là tại khung ta đi stin đầu tiên là vui mừng sau đó sắc mặt liền âm trầm xuống dẫn đạo giả khóe miệng nhếch lên ta biết dạng này không gian ở nơi đó ta cũng biết làm như thế nào để ngươi đi vào bất quá ở trước đó ngươi còn cần giúp ta làm một ít chuyện hai người mật ngữ một trận về sau stin liền hùng hùng hổ hổ rời đi chỉ để lại dẫn đạo giả còn tại nguyên chỗ nhìn xem ôn văn biến mất địa phương triển khai dáng tươi cười mà lại cười càng ngày càng làm càng không sai hắn tuyệt đối là tiến vào thu dung sở có thế tại thời gian phong tỏa dưới điều kiện tiến vào thu dung sở chỉ có thu dung sở quyền cao hạng người tỷ như đã từng ta còn có kinh ra mấy cái kia ngu xuẩn sau đó chính là là ngươi trở về vẫn là nói mới tìm cái người thừa kế đây thật là càng ngày càng có ý tứ a dẫn đạo giả đi tìm đến một trương ghế đẩu, mua chút hoa quả cùng hoa quả khô, ngồi tại góc đường liền bắt đầu ăn. Trước ở chỗ này chờ hai ngày đi, hắn vừa tới kim ưng đại khu, phụ cận hẳn không có có thể cung cấp hắn thay quái vật, nếu như không muốn trực tiếp trở lại hoa phủ đại khu, hắn lần sau cũng chỉ có thể từ nơi này đi ra, chỉ cần hắn ôm lấy lòng chờ may mắn bên trong, ta liền có thể ở đây vây lại hắn. Chương 688, ít xua bệnh thích sạch sẽ, ngồi trên mặt đất ngồi một lúc sau, Ôn Văn đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, dù nhưng đã theo tin chó săn trong tay đào tẩu, nhưng bây giờ Ôn Văn tình huống vẫn như cũ không thoải mái, ngay trước mặt dẫn đạo giả tiến vào thu dung sở, hắn khẳng định đã xác nhận thân phận của Ôn Văn, biết thân phận của Ôn Văn về sau, tên kia còn không biết sẽ làm những gì, nhưng khẳng định đối Ôn Văn đến nói không phải chuyện gì tốt, lúc trước Ni Vê đối Ôn Văn căng dặn, Ôn Văn còn nhớ ở trong lòng đâu, mặc dù dẫn đạo giả chỉ là chân tự cảnh giới, nhưng đối ôn văn đến nói cùng tai biến cấp cường giả đồng dạng nguy hiểm, vì lẽ đó ôn văn tạm thời không thể đi ra ngoài, một khi ra ngoài nói không chừng liền sẽ bị tên kia chắn vừa vặn, lần tiếp theo còn có thể hay không thuận lợi tiến vào thu dung sở liền nói không chừng, dẫn đạo giả đã từng là thu dung sở quyền cao hạng người. Khẳng định biết ôn văn sẽ theo biến mất địa phương xuất hiện lần nữa, vì lẽ đó ôn văn không thể mạo hiểm. Thế nhưng là lúc trước hắn đã đem đào thanh thanh thu vào thu dung sở bên trong, cái khác thả ra quái vật cũng đều tại hoa phủ đại khu nếu như hắn không muốn từ bỏ liệp ma nhân giao lưu hội cũng chỉ có thể lựa chọn theo tiến đến địa phương ra ngoài cái này tự hồ là cái bế tắc nhưng ôn văn cũng không phải là không có biện pháp giải quyết thay cái mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút đã hắn nhất định phải tại chỗ ra ngoài vậy chỉ cần đem ở nơi đó nằm vùng dẫn đạo giả đuổi đi liền tốt thu dung sở bên trong là có thể là có thể truyền lại tín hiệu hắn hoàn toàn có thể gọi điện thoại để tuân thanh bọn họ chạy tới nơi này đem dẫn đạo giả đuổi đi sau đó hắn lại từ nơi này ra ngoài thế là hắn lập tức liền bấm tuân thanh điện thoại đem mình gặp phải stin tập kích cùng nhìn thấy một cái chân tự cảnh giới người thần bí cùng với stin tin tức tất cả đều nói cho tuân thanh trong điện thoại ông văn cực lực phóng đại dẫn đạo giả tính nguy hiểm lại bàn giao dẫn đạo giả khả năng một mực tại khu vực này bên trong chờ đợi để bọn hắn cẩn thận một chút bởi vì trước đó Iliad sự tình ông văn cung cấp tin tức tại đám kia chân tự cường giả trước mặt vẫn là có nhất định chân thực tính mặc dù bọn hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng ôn văn nhưng ít ra cũng sẽ đi qua bên kia tiến hành điều tra chỉ cần nghiệm chứng ôn văn cung cấp tình báo chân thực tính dẫn đạo giả liền không có cách nào lại ở bên ngoài ngồi chờ để bảo đảm an toàn ông văn dự định ít nhất chờ đợi thời gian một ngày chờ tuân thanh hồi phục tình huống bên kia về sau suy nghĩ thêm đi ra sự tình nếu như theo tuân thanh tin tức bên trong không thể chứng minh dẫn đạo giả đã không ở nơi đó chờ đợi ôn văn coi như trực tiếp theo hoa phủ đại khu bên kia đi ra cũng sẽ không nếm thử đường cũ trở về suốt cả ngày ông văn đều muốn đợi tại thu dung sở Ông văn cần tìm một số chuyện làm đầu tiên chính là muốn trấn an một chút đào thanh thanh lúc trước nàng có thể đang bị iliad khống chế tinh thần thời điểm bị ôn văn cưỡng ép mang về thu dung sở ai biết có thể hay không lưu lại cái gì di chứng đoạn thời gian này Đào Thanh Thanh làm ôn văn trợ thủ, thật giúp ôn văn đã làm nhiều lần việc vặt, thu thập tư liệu, chiến chuẩn bị trước, kiếm vật tư, thay thế ôn văn cùng Hiệp hội Quang Phương liên hệ, thậm chí cả các loại chân chạy việc vặt, toàn để Đào Thanh Thanh một mình gánh chịu, ôn văn chỉ phụ trách hưởng thụ cùng đánh quái thú, thậm chí ôn văn tất thối đều là Đào Thanh Thanh giúp tẩy, ngẫu nhiên còn giúp ôn văn cắt tay móng chân, sau đó đút cho Tam Tể Nhi, nếu là Đào Thanh Thanh xảy ra vấn đề, ông văn chất lượng sinh hoạt lập tức liền muốn hạ xuống một mảng lớn iliad đứng tại ôn văn trên bờ vai thần sắc ngạc nhiên nhìn xem thu dung sở cái này không gian thần kỳ không sai ông văn tiến vào thu dung sở thời điểm hắn cũng bị ôn văn cùng một chỗ mang vào trước đó đào thanh thanh biến mất thời điểm hắn đã cảm thấy không đúng ôn văn là làm sao làm được để một đầu nhận mê hoặc quỷ hút máu hư không tiêu thất hiện tại xem ra đào thanh thanh hẳn là ngay tại trong cái không gian này cái này khiến Iliad trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, mặc dù hắn hôm nay vận khí không tốt bị năm cái chân tự vây công, nhưng cũng cơ duyên xảo hợp phát hiện dạng này một cái bảo khố, mặc dù vẻn vẹn theo ôn văn trên bờ vai, có thể nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều, nhưng Iliad mười phần xác nhận, đây ít nhất là một chỗ tai biến cấp không gian, ông văn một cái chỉ có thượng tự thực lực tiểu gia hỏa, có tài đức gì có thể có được dạng này một chỗ cường đại không gian hắn muốn tìm được trước đào thanh thanh điều khiển nàng từ một nơi bí mật gần đó khôi phục thực lực sau đó chờ khôi phục thực lực tới trình độ nhất định về sau liền giải quyết hết ôn văn triệt để chiếm lĩnh cái không gian này đào thanh thanh mặc dù đặc thù nhưng là nàng đặc tính chưa hẳn có thể sử dụng tại sở hữu huyết tộc trên thân có thế tòa này chỉ ít tai biến cấp không gian có thể nháy mắt để iliac nội tình bạo tăng đuổi kịp máu hoàng đế khả năng thẳng tắp lên cao không muốn làm máu hoàng đế quỷ hút máu không phải tốt huyết tộc a à. Sau đó hắn liền nhìn xem ôn văn, bước vào một cái cổ quái thang lầu bên trong, thang lầu này chậm rãi lên cao, tại một cái khác trong đại sảnh dừng lại, trong đại sảnh có một cái cự đại nồng nọc kiểu dáng nước đoàn, vô số cỡ nhỏ nồng nọc nước đoàn tại lũ lục đoàn bên trong du tẩu, Iliad nắm lấy ôn văn cổ áo, giống như là đang dò xét lãnh địa của mình đồng dạng nói, không gian này vẫn là phân tầng. Không tệ, không tệ, ta càng ngày càng thưởng thức nơi này, bất quá đoàn kia giống như là đồ vật ngược lại là có chút buồn nôn hắn mặc dù đang lầm bầm lầu bầu nhưng đó là nói cho chính hắn nghe cho dù ôn văn ngay tại bên cạnh hắn cũng vô pháp nghe được ta không buồn nôn ngươi buồn nôn thối không ngửi được đột nhiên không có chút nào tình cảm thanh âm truyền đến từng cái có to bằng móng tay nồng nọc nước cầm một cái vi hình khăn lau nhìn xem iliad mang theo phẫn nộ mà nói ngươi là thế nào phát hiện được ta vì cái gì có thể nghe thấy thanh âm của ta Iliad sợ hãi, hắn không nghĩ tới bây giờ loại này hình thái hắn, vậy mà lại bị này quỷ dị nước đoàn phát hiện ra. Sau đó Iliad đã nhìn thấy, càng ngày càng nhiều cỡ nhỏ nước đoàn ra hiện tại bên cạnh hắn. Những này nồng nọc nước có cầm mini đồ lau nhà, có cầm mini bình phun, trừ độc dịch chờ các thứ, dòng nước hình thành hơi có vẻ đơn sơ ngũ quan. Tất cả đều dùng 10 phần khó chịu biểu lộ nhìn xem hắn, mỗi một cái nồng nọc nhỏ kỳ thật đều là hoạt thủy nguyên linh ít xua phân thân tràng diện này chợt nhìn còn có chút tiểu khả ái nhưng làm lúc ấy người iliad cũng chỉ còn lại có kinh dị cái này hình thái hắn cơ hồ hy sinh toàn bộ lực lượng chỉ còn lại tại chân tự cảnh giới bên trong đều đứng đầu ẩn tàng năng lực cứ như vậy lại còn bị bọn này gián dấp cùng nói đùa đồng dạng đồ vật phát hiện ít xua dò xét năng lực vốn là mạnh đến mức độ biến thái nhưng kỳ thật hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải giống như là iliad dạng này người xâm nhập sở dĩ phát hiện iliad kỳ thật chỉ là một cái ngẫu nhiên thôi ít xua trừ lời nói ít bên ngoài còn có một cái khác đặc tính đó chính là có bệnh thích sạch sẽ như thế một đại đoàn nước nếu là tại không sạch sẽ địa phương rất dễ dàng liền sẽ bị làm bẩn vì lẽ đó ít xua lâu dài thả ra một đống cỡ nhỏ nòng nọc nước tại toàn bộ ba tầng trong đại sảnh làm vệ sinh những vật nhỏ này thanh lý năng lực có thể nói là phần tử cấp liền xem như mắt thường không thể gặp vết bẩn một hạt tro bụi một viên vi khuẩn đều chạy không khỏi ít xua thanh lý. Iliad ẩn tàng năng lực coi như mạnh hơn, làm trong cái không gian này mỗi một cái góc đều có hoạt thủy nguyên linh phân thân thời điểm, cũng khó có thể ấn dấu đi. Dưới loại tình huống này, Iliad còn muốn miệng thối, ít xua đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chương 689, tự chui đầu vào lưới, ngươi, buồn nôn, ngươi, dơ bẩn, ngươi, xấu xí, ngươi, mang theo virus, một đám nho nhỏ nồng nọc nước, Ngươi một câu ta vài câu, đem Iliac mắng thương tích đầy mình, mặc dù mỗi một cái nòng nọc nước nói lời cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi bọn hắn số lượng nhiều a, à. tiếp tục không ngừng ô ngôn uế ngữ, rốt cục đưa tới Ôn Văn chú ý, hắn hướng bờ vai của mình xem xét, rốt cục thấy được một con kia lông còn không có dài đủ phấn nộn con dơ nhỏ, a, à, cái đồ chơi này là lúc nào đi theo ta tiến đến, Ôn Văn duỗi ra hai ngón tay, thận trọng nắm chặt Iliac cánh đem nhấc lên mặc dù ôn văn không có nhận ra vật nhỏ này liền là Iliad, nhưng có thể để cho không thích nói chuyện ít xua mắng chửi người, nó tuyệt đối không phải là một đầu phổ thông vi hình con dơi. Iliad tâm tình, lập tức liền ngã rơi xuống đáy cốc, hắn không nghĩ tới hắn cuối cùng sẽ bị như thế một vật phát hiện. Nếu như hắn lúc trước ít một chút tham niệm, đi trước khôi phục thực lực mà không phải tìm kiếm đào thanh thanh tung tích, kết quả cuối cùng khả năng hoàn toàn khác biệt. Bất quá bây giờ còn chưa tới bết bát nhất thời điểm, mình mặc dù bị cái này nhân loại bắt đến nhưng hắn chưa hẳn biết mình thân phận mình chỉ cần trang manh sủng một chút để hắn đem mình làm làm một đầu có chút chút linh tính dơi bình thường dạng này hắn vẫn là có cơ hội chạy đi thế là iliac lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy ôn văn ngón tay hai lần lóe sáng mắt to nháy a nháy a nhìn mười phần vô tội Ôn văn cẩn thận kiểm tra một chút iliac thể nội cũng không có bao nhiêu siêu năng lực lượng năng lực chiến đấu đoán chừng cũng liền sao bọ ngựa mạnh mẽ một chút thôi vì lẽ đó ông văn cũng không có đưa nó coi là chuyện to tác, sách, hẳn là một đầu không cẩn thận rơi vào trên người ta con dơ nhỏ đi, khả năng xem như dị chủng. Bất quá có thế gây nên ít xua phẫn nộ, hẳn là cũng không là phàm phẩm, trước giam lại xem một chút đi, thế là sợi bông đồng dạng phẩm chất sợi xích màu đen, theo ông văn đầu ngón tay thả ra, đem Iliad trói buộc, nhìn xem cái này xiền xích màu đen, Iliad bản năng cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ, nhưng là hắn hiện tại căn bản bất lực phản kháng ôn văn iliac biến mất tại ôn văn trên tay bị giam đến trong phòng giam lúc đầu ôn văn chỉ là chuẩn bị đưa nó trước giam lại đợi đến về sau lại xử lý đâu có thế ôn văn bỗng nhiên chú ý tới cái này con dơi nhỏ lại bị nhốt vào thu dung sở tai nạn khu ý vị này tại thu dung sở phán đoán xuống cái này sau côn trùng không mạnh hơn bao nhiêu con dơi là một đầu tai nạn cấp quái vật ôn văn lập tức liền đến hào hứng hắn bỗng nhiên hoài nghi lên cái kia con dơ nhỏ thân phận đến, hắn là mắt thấy Iliad thân thể bị năm cái chân tự cường giả đánh thành bã vụn, nhưng có khả năng hay không Iliad bản thể kỳ thật chạy thoát, liền là một con kia con dơ nhỏ, thế là ôm văn đi vào Iliad nhà tù, đem hắn bóp trên tay, liền hướng đào thanh thanh nhà tù đi đến, hiện tại đào thanh thanh nhà tù, là toàn bộ thu dung sở ba tầng bên trong xa hoa nhất nhà tù, làm ôm văn lúc tiến vào đào thanh thanh chính ôm đầu gối ngồi tại góc tường, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Trận đánh lúc trước Iliad thời điểm sự sợ hãi ấy cảm giác, hiện tại còn trong lòng của nàng vung đi không được. Thế nào, không có bị dọa sợ đi, không cần tẩy quần liền ra đến cho ta xem một chút. Ông Văn đứng tại nhà tù cổng, một điểm không có an ủi nàng ý tứ, cái này không có lương tâm. Ngươi mới cần tẩy quần đâu, nghe được ôn Văn mệnh lệnh về sau, đào thanh thanh thở dài một tiếng, vuốt vuốt gương mặt đi ra nhà tù. Ông Văn nắm lấy mặt của nàng, cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện hoàn toàn chính xác không có gì vấn đề lớn liền buông lỏng tay ra, chỉ cần xác nhận trên tinh thần không có vấn đề quá lớn liền tốt, hắn không phải tinh thần bác sĩ, quá nhỏ mau bệnh hắn cũng không phát hiện được, cái kia, ngươi nói thật với ta, ta một mực như thế giúp ngươi bắt quái vật cứu trợ nhân loại, đến cuối cùng ngươi thật sẽ tha thứ ta sao, đào thanh thanh sắc mặt phức tạp nhìn xem ôn văn nói, ôn văn không hề cố kỵ dùng nàng làm mồi nhữ trở về về sau cũng không sẽ an ủi nàng, nàng ẩn ẩn cảm thấy ôn văn chỉ là xem nàng như là một cái công cụ, tha thứ ngươi. Không thể nào. Ôn văn thuận miệng trả lời nói, đào thanh thanh thần sắc lập tức liền ảm đạm xuống, nàng không nghĩ tới ôn văn trả lời như thế chém đinh chặt sắt, ôn văn đem thân thể dựa vào ở trên vách tường, mười phần nói nghiêm túc, ta không có tư cách thay ngươi giết chết những người kia tha thứ ngươi, cứ việc ngươi có thể là bất đắc dĩ, có thể là có khó khăn khó nói, khả năng hoàn toàn chính xác làm ra rất nhiều chuyện đền bù, thế nhưng là, tha thứ là người bị hại mới có quyền lực, bọn hắn đã chết, không cách nào tha thứ bất luận kẻ nào, ta có thể làm liền là lựa chút nhìn không được, đưa bọn hắn đi gặp người bị hại, nói bóng gió, cũng chính là đem nhìn không được trực tiếp xử lý, đừng nói là ngươi. Coi như chính ta lại như thế nào, chuyện thất đức ta cũng đã làm, cũng có người vô tội bởi vì ta mà chết, nhưng ta chưa phát giác ta cần tha thứ ta muốn làm liền là xứng đáng chính ta, đồng thời tận lực đền bù sai lầm. Vì lẽ đó ngươi không cần xoắn suýt tha thứ không tha thứ vấn đề, ngươi bây giờ làm liền rất tốt. Nghe ôn văn tan ủi về sau, đào thanh thanh tâm tình dễ chịu rất nhiều. Cứ việc nàng còn không có hoàn toàn theo gặp phải Iliad bóng ma bên trong đi ra, nhưng ít ra không đến mức lại giống trước đó như vậy tâm tình phức tạp. Ôn văn một mặt quan tâm hỏi, ngươi bây giờ tốt một chút đúng không? Đào thanh thanh ấm lòng gật đầu, ông văn cái này người có lúc vẫn là rất tri kỷ sau đó nàng liền thấy ông văn trên mặt lộ ra nụ cười quái dị cái này khiến đào thanh thanh trong lòng tràn đầy bất an ông văn ở trước mặt nàng mở ra tay lộ ra bên trong bị nắm thất điên bát đảo iliad iliad nhìn thấy đào thanh thanh về sau không có một tơ một hào kinh hỷ ngược lại phẫn nộ dị thường trực tiếp đối đào thanh thanh thả ra cuồng nộ khí tức nếu là tại bình thường trạng thái hắn gặp được đào thanh thanh đương nhiên cao hứng có thế hắn hiện tại là một cái tù nhân làm cao đẳng huyết tộc hắn sao có thể để tiểu hấp huyết quỷ nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật đâu nhận iliac phẫn nộ xung kích đào thanh thanh lập tức liền sững sờ tại nguyên chỗ sắc mặt kịch liệt biến hóa thật giống như gặp được cái gì cực độ kinh khủng đồ vật đồng dạng nhìn thấy đào thanh thanh biểu lộ ông văn xem như xác nhận thân phận của iliac nguyên lai like cái kia năm vị chân tự cường giả thật không có giết chết iliac nhưng iliac cũng không có chạy thoát mà là không hiểu thấu tự chui đầu vào lưới, ngươi chính là Iliad đi. Ông Văn đem hắn rút ra, sắc mặt bất thiện nói, con dơ nhỏ Iliad thở dài một tiếng, hiện tại nó đã không muốn vùng vẫy, liền nhìn ông Văn xử lý hắn như thế nào, chỉ cần không chết hắn liền có lại lần nữa mạnh mẽ lên cơ hội. Ông Văn mặt mũi tràn đầy cười quá dị mang theo Iliad dần dần từng bước đi đến, lưu lại bị bị hù rung rẫy đào thanh thanh tại nguyên chỗ, nàng chậm tới về sau, Đối ôn văn phương hướng hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, vừa rồi nàng bị ôn văn an ủi còn có chút ấm lòng, còn cảm thấy ôn văn giống như là một người, hiện tại xem ra, ôn văn mẹ nó liền là cái súc sinh, bất quá lại bị khoảng cách gần như vậy giật mình, giống như cần tẩy quần. Chương 690, màu đen cầu, nói, người ẩn núp tiến đến, đến cùng có mục đích gì, nho nhỏ con dơi bị xiền xích màu đen ngã chổng vó sâu ở giữa không trung, bên cạnh đặt vào một chút vi hình bàn ủi ro da loại hình đồ vật, là ngươi dẫn ta tiến đến. Iliad bất đắc dĩ hồi phục nói, gia hỏa này quả thực liền là cái bệnh tâm thần, nào có người sẽ đối như thế một nhỏ con dơi, như thế nghiêm chỉnh tra tấn bức cung, không nói. Cẩn thận ta đại hình hầu hạ, ông văn xuất ra một thanh cây kéo nhỏ, đối con dơi nhỏ khoa tay múa chân, luôn luôn vô tình hay cố ý hướng con dơi nhỏ hạ thân chết đi, để Iliad mồ hôi lạnh chảy ròng ngươi đến cùng muốn hỏi gì ta toàn đều có thể nói cho ngươi ông văn lông mày đứng đấy hừ ngươi vậy mà như thế mạnh miệng xem ra ngươi là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định thế là ông văn dùng tay mèo chén làm ra một chén ma quỷ quả ớt nước từng chút từng chút rót vào iliac bụng iliac bị cái này nước ớt nóng cay càng phấn hồng hắn xem như thấy rõ gia hỏa này căn bản không phải là muốn hỏi gì đồ vật liền là đơn thuần nghĩ ra tấn hắn gia hỏa này tâm lý tuyệt đối là có vấn đề tra tấn xong Iliad về sau, ông văn tâm tình thật tốt, hắn cần tìm người tra tấn một chút, đến để cho mình phóng thích một chút áp lực, lại là dẫn đạo giả lại là thời gian ăn một nát người, để hắn tiếp nhận áp lực cực lớn. Bất quá hắn mặc dù đối Iliad tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn, nhưng cũng không có đã thương được Iliad căn cốt. Iliad là ôn văn bắt được cái thứ nhất chân tự cấp bậc quái vật, một khi khôi phục thực lực liền có thể ôn văn thực lực cũng nhận được tiến bộ rõ ràng sau đó ông văn nắm chặt thu nhận viên dây chuyền bên ngoài còn không có truyền đến tin tức nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ông văn liền nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này tại nam biển quảng cáo thu mấy cái thu nhận viên ông văn hiện tại có hai cái mục tiêu một cái liền là trước kia tại đồng lĩnh thị lúc tại bị thực vật quái nhân tập kích thời gian tỉnh năng lực hồ ngạn binh năng lực của người trẻ tuổi này là tại khí thế sung túc thời điểm có thể làm được bình thường làm không được sự tình một cái khác liền là lão tin Hồ Ngạn Binh chỉ là một cái không có thấy qua việc đời người trẻ tuổi, ôn văn đơn giản lắc lư lắc lư, liền có thể đem hắn thu được thu dung sở bên trong. Thế nhưng là lão tinh liền muốn xuống mấy phần khí lực, cái lão nhân này trưởng quản lấy hắc ám trù phòng, năng lực cũng là một ấn số, đồng thời tự hồ biết một chút lâu đời bí ẩn tri thức, nhìn có chút không tốt lắm lắc lư, làm ôn văn biến hóa người áo đen xuất hiện tại lão tinh trước mặt thời điểm, hắn chính ngay tại chỗ thợ săn hiệp hội một cái trong phòng giam tay chân đều mang có thể ức chế siêu năng lực xiềng xích bây giờ còn chưa có bắt đến stin vì lẽ đó lão tins hiềm nghi còn không thể xóa đi lão tins cùng trước đó một chút thu nhận viên thực lực cảnh giới có chỗ khác biệt ôn văn vừa xuất hiện hắn liền nhận ra cái này là linh hồn trạng thái vô luận giữa bọn hắn tiến hành như thế nào trò chuyện đều không thể ảnh hưởng đến bên ngoài cùng linh hồn tương quan năng lực không bằng thời gian hệ năng lực như vậy thưa thớt có thế cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy mà lại từ trên người ôn văn ẩn ẩn truyền tới khí tức đến xem, hắn tuyệt đối không phải dễ trêu, ta chỉ là một cái bình thường chủ nhà hàng, không biết ngài như vậy đại nhân vật tới tìm ta làm cái gì đây, ngươi không chỉ là một cái chủ nhà hàng, vẫn là một cái ta xem trọng nhân tài, ta lần này tới là muốn mời ngươi tham gia tổ chức của ta, chúng ta tên là Tai Ách Thu Dung Sở, Tai Ách Thu Dung Sở. Lão Tinh lẩm bẩm lấy mấy cái từ ngữ, trong lòng suy nghĩ phức tạp một lát sau đối ôn văn khẽ không người nói, ngài có thế tới mời ta, là vinh hạnh của ta, có thế ta còn đối quý tổ chức khuyết thiếu cần thiết hiểu rõ, thế là ôn văn đối với hắn đơn giản miêu tả một chút thu dung sở chức năng, đồng thời đối với hắn làm ra một chút hứa hẹn, nghe xong ôn văn mà nói về sau, lão tin trầm mặt thật lâu, sau đó nói với ôn văn, ngài tổ chức này rất lệnh ta động lòng, có thể hay không cho ta qua một đoạn thời gian lại cho ngài trả lời chắc chắn, ngươi nghĩ kỹ về sau ký khế ước này là được nếu như không muốn gia nhập liền đem nó thiêu hủy đi sau khi nói xong ông văn liền biến mất tại lão tinh trước mặt lưu lại một tờ khế ước lão tinh nhìn trên mặt đất khế ước xem xét tỉ mỉ một lần về sau không do dự trực tiếp liền ký xuống tên của mình làm ông văn nói ra thu dung sở danh tự bàn giao thu dung sở chức năng về sau hắn liền đã quyết định muốn gia nhập sở dĩ tại cuối cùng nói muốn suy tính một chút là muốn nhìn một chút ông văn sẽ sẽ không bắt buộc hắn kỳ thật chỉ cần là tính chất tương đối ôn hòa không có được ép buộc tính tổ chức lão tin đồng dạng đều sẽ không cự tuyệt hắn những năm này đã lục tục ngo ngoe cũng gia nhập mấy cái trong tổ chức những bằng hữu kia của hắn liền là như thế tới mà lại tại hắn nghe qua tiên tổ trong chuyện xưa nghe nói tiên tổ từng đối một cái gọi thu dung sở địa phương nhớ mãi không quên cũng không biết là có hay không cùng cái này thu dung sở có quan hệ lão tinh ký khế ước về sau công văn bên này lập tức liền có chỗ cảm tính sau đó hắn lại tại nam thành phố chọn lựa bốn cái nhìn rất thích hợp mục tiêu từng cái đối bọn hắn phát ra mời những này trong mục tiêu có ba cái đều là có một loại nào đó bức thiết nhu cầu chỉ có thu dung sở mới có thể thỏa mãn bọn hắn vì lẽ đó muốn bọn hắn gia nhập thu dung sở không khó một cái khác thì là nam đại học một cái sinh vật học giáo sư vị giáo sư này thức tỉnh năng lực về sau vô luận là trí lực hay là thân thể cơ năng đều biến cực độ phát đạt nhưng cái này lại làm cho hắn nhiều hơn một đầu cái đuôi đầu kia cái đuôi để hắn cảm thấy tự ti liền mùa hè đều mặc quần dài cũng vẫn luôn không có tìm bạn gái bởi vậy hắn dốc lòng nghiên cứu sinh vật học cuối cùng trở thành nam đại học sinh vật học giáo sư có thế nghiên cứu nhiều năm hắn vẫn là không có tìm tới đem cái kia cái đuôi biến phương pháp trở về thậm chí cái đuôi biến thành hai cây nếu là vị giáo sư này có thể gia nhập thu dung sở liền xem như điền vào thu dung sở không có nhân viên nghiên cứu khoa học trống không không đến mức sự tình gì đều muốn đi xin giúp đỡ thợ săn hiệp hội. Đối những người siêu năng này phát ra thuyết minh về sau, ông Văn nhìn một chút thời gian còn sớm, liền đầy thu dung sở tản bộ. Từ hải gần nhất chính tại gấp rút chu kỳ phái đặt đầu heo búp bê, tầng sản trốn ở góc tường vừa có người đi ngang qua liền muốn nhảy ra hù dọa người. Hồ ấu lăng hoàn toàn như trước đây tại lã lơi đưa tình, bạch tiểu mật thì mặc đồ ngủ đang nhìn lão sói xám cùng bé thỏ trắng cố sự, làm ông Văn đi ngang qua tai hại khu thời điểm, liền phát hiện Hắc huyết công chúa phòng giam bên trong nhiều một vật, một cái màu đen bóng đá lớn nhỏ viên thịt, mà ngủ say hơn nửa năm Hắc huyết công chúa, cũng rốt cục thoát khỏi ngủ say, thanh tỉnh lại, nàng vừa nhìn thấy Ôn Văn, liền vội vàng bắt lấy cổ áo của mình, một mặt hoảng sợ nói, ta tại lúc hôn mê, ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì, ta vì sao lại sinh ra dạng này một vật, để nàng hoảng sợ kỳ thật không phải Ôn Văn để nàng mang thai, mà là nàng mang thai về sau sinh ra một cái cầu tới có thế sinh ra như thế một vật đến ông văn bản thể sẽ là cỡ nào buồn nôn